Xin chào anh em, mình là Eric đây. Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta con vớt toàn bộ những cái hình ảnh chúng ta sử dụng qua thằng Next Image các bạn nha. Trước tiên ấy, trước khi bắt đầu vào video này các bạn sẽ sửa cho mình một xíu nha. Ngay bên trong cái file đây chính là, là chúng ta sẽ mở cho mình file page của phần Slack các bạn này đối với phần comment ấy chúng ta sẽ sửa chỗ này cho mình thành ID các bạn nhé hôm trước thì khi sửa trên này các bạn này khi sửa mà chúng ta lấy động phần ID ở đây đấy đối với phần comment mình quên mất rằng là chúng ta cần phải thay chỗ này nên là các bạn update cho mình cái phần Slack với file page như thế này nha sau khi mà các bạn update như vậy đấy chúng ta vào một bài track nó sẽ hiển thị comment đồng thời chúng ta sẽ thấy được phần comment ngay trên cái thành track này thì đây chính là vấn đề đầu tiên vấn đề thứ hai đấy để có thể thay thế tất cả comment của chúng ta nha chúng ta sẽ search cho mình cái keyword là image như thế này các bạn này chúng ta để ý cho mình này mình thêm cái dấu bé hơn đấy bởi vì mình muốn search cái tag html nên là mình search như thế này ngay bên trong phần header các bạn nhé bên trong phần header của chúng ta này chúng ta sẽ thay cho mình phần avatar các bạn này ở đây các bạn lưu ý rằng là đối với cái hình ảnh của chúng ta đấy cái hình ảnh của chúng ta chúng ta phát động nên là chúng ta sẽ cần phải cung cấp phần hai và phần width các bạn này ở đây thì mình đã thay thế nó bằng cái component image rồi thì đây chính là file header tiếp theo nữa bên trong phần comment các bạn này ngay ở trên cùng thì mình sẽ đi import cái common image của chúng ta các bạn nhá mình sẽ import các bạn này import này import image from này chúng ta sẽ lấy từ thằng thằng next ra đúng không nào chúng ta sẽ lấy từ thằng next image uh, đây mình sẽ lấy cái thằng uh, mình sẽ lấy cái phần uh, image của chúng ta lấy ra Tiếp theo nữa thì mình sẽ click vào đây thôi. Các bạn thấy rằng là hiện tại chúng ta đã có cái phần như thế này rồi. Thì ngay tại đây rất chỉ là dễ thôi. Các bạn chỉ cần một việc rất chỉ là đơn giản đấy chính là, là chúng ta copy phần SAC này, thêm giúp mình phần ALT các bạn nhé Phần ALT đấy nó require mà. ALT thì mình sẽ cho nó một cái là bằng cái gì đấy ta? Cái này đấy chính là 150 x 150 phần comment à. Thì mình sẽ cho nó là avatar comment đi. Comment này, comment uh, comment này. Và điều cuối cùng là chúng ta sẽ thêm cho mình phần chiều cao nhé. Chúng ta sẽ hát cốt chiều cao luôn Như vậy chúng ta sẽ không cần quan tâm về cái việc mà chúng ta co giãn nữa đúng không nào Mình sẽ để cho nó là 150 Đấy Mình sẽ xóa cái phần image này đi Rồi mình đã thêm như thế này rồi Ngoài ra nữa thì chúng ta đang có một tác ở dưới này các bạn này Tương tự nhé Mình sẽ cần phải lấy cái phần image Lấy phần image ra Chúng ta sẽ thay cho mình này về phần SIC thì mình sẽ cắt xuống dưới thôi rất chỉ dễ thôi mà các bạn chúng ta làm chuẩn thì bây giờ chúng ta làm cực kỳ nhàn luôn 40 này Chúng ta sẽ để cho mình là 2 này 2, 40 này Đồng thời thì mình sẽ cho thuộc tính là ALT đúng không các bạn Nó báo lỗi mà Ở đây thì chính là phần comment đúng không Mình sẽ cho nó là comment này Xong Mình đã thay thế nó như thế này rồi Xóa phần này đi Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại cái phần track các bạn này, vẫn là phần track của chúng ta thôi và phần comment đấy. Hiện tại các bạn sẽ thấy được rằng là phần ở dưới này này, hai cái hình ảnh của chúng ta ở chỗ này này. Cái việc mà chúng ta vừa sửa đổi chính là những cái phần này thôi, mọi thứ nó bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ tới phần way track các bạn này. Way track nó có hình ảnh ở đây và nó có những cái avatar ở đây đúng không các bạn? Nên là chúng ta cần phải sửa tiếp phần way track này. Nếu như rằng là các bạn để ý thấy ấy, ngay ở trên cùng thì mình sẽ import nha, mình sẽ import thằng image này chúng ta sẽ import cho mình thằng image từ thằng next image xong tiếp theo nữa thì ngay ở dưới này thì các bạn thấy rằng là đây mới là phần khoai các bạn này không biết rằng là phần này thì nó có ảnh hưởng gì chúng ta mình sẽ cho nó một cái một cái thẻ image đi chúng ta sẽ cần phải gọi các thuộc tính nào ở những cái function như rằng là on click như thế này các bạn cứ ném vào thôi thằng thằng next js nó là thông minh nó sẽ tự động gọi là nó sẽ tự động passing cái function này vào cái thẻ image của chúng ta thôi mình sẽ lấy cái phần src này ném vào đây đồng thời thì mình sẽ cho alt đi đấy chính là là user command này user command này tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cần phải cung cấp cho nó một cái chiều rộng và chiều cao đúng không nào không biết rằng là à ở đây thì rất chỉ là may cho chúng ta các bạn này chúng ta có hai và width rồi nên là các bạn bế nó ra ngoài thôi chúng ta sẽ cho nó là hai hai mươi này đồng thời chúng ta sẽ cho mình một cái width đi không biết rằng là nó có ảnh hưởng gì không đấy bởi vì thằng next của chúng ta uh, nó gọi là nó có nhiều tham số hơn đấy ở đây thì tại sao nó báo lỗi ta? Image này thì mình sẽ xóa đi này. À rồi, như vậy rằng là bên trong thằng tooltip này chỉ có một element thôi. Các bạn thấy rằng là hôm nay này mình đã thay bằng cái thằng Next.js của chúng ta rồi đúng không nào? Đây này. Mình đã thay bằng thằng Next.js của chúng ta rồi, chỉ thay cái comment này, này thôi quay trở lại này rất chỉ là may cho chúng ta đúng không các bạn bởi vì cái phần css của chúng ta nó không bị vỡ này phần comment của chúng ta nó vẫn ok này tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ thay nốt cái phần avatar bên này nữa là xong thôi cực kỳ nhanh luôn các bạn thấy tác dụng của việc chúng ta search không việc chúng ta search đấy chúng ta làm cực kỳ nhàn đúng không nào mình sẽ cho nó một cái image tiếp à, đối với thằng image này chúng ta lấy từ back end rất chỉ là nhàn luôn à thằng image này thì à, à, giống y nguyên luôn các bạn này cực kỳ nhàn luôn mình sẽ cần phải thêm cái thủ tính alt nữa đúng không nào alt này alt đấy chính là là image track đi mình sẽ cho nó là image track image track các bạn này đấy cái cuối cùng chúng ta cần phải thay chính là common gọi là step 2 các bạn này thay ngay rằng ngay trên cùng nha ngay trên cùng này mình sẽ cần phải import nó nha import này import image from đi chúng ta sẽ lấy từ tại sao mà đôi khi nó gợi ý đôi khi nó không ta ờ, à, chúng ta sẽ là image next này gạch chéo là image của chúng ta này Uh, rồi tại sao mà nó lại báo như thế này và mình click sang bên trái này thôi ngay tại đây các bạn này chúng ta sẽ đổi cho mình nhé chúng ta sẽ gọi tới cái thằng image của chúng ta uh, rất chi là may cho chúng ta bởi vì hôm trước ấy đối với phần image ấy, chúng ta đã có gọi là đầy đủ thông tin rồi các bạn này chúng ta đã set luôn cái hai và cái width rồi đấy bởi vì chúng ta không đặt quá nặng về phần responsive đấy các bạn nên là nó không việc gì ALT này, ALT đi, đây chính là là phần này chính là là step 2, step 2, step 2 đi cho nó step 2 track track URL. Xong. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là hiện tại mình đã đổi tất cả những cái tham số và trong ứng dụng của chúng ta đấy không còn cái tag image nữa các bạn này, mình đã dùng qua thằng next S rồi. Và bây giờ mình quay trở lại các bạn nhé, các bạn sẽ thấy được rằng là mọi thứ của chúng ta nó hoàn toàn bình thường này, giao diện của chúng ta nó cũng bình thường. Có một điểm lưu ý nữa là về cái hình ảnh này các bạn này, về cái hình ảnh này thì hôm trước ấy, Hôm trước các bạn thấy rằng là chúng ta đã đổi bên trong cái phần mình sẽ review phần thay đổi các bạn này. Hôm trước ấy, các bạn thấy rằng là mình đã minh họa đối với các bạn khi mà chúng ta lốt một cái file local rồi đúng không? về cái phần responsive này thì mình đã giải thích rồi này tiếp theo nữa thì ở đây các bạn lưu ý rằng là mình đang xét đấy đối với thằng cha nha mình đang xét cái phần width và hai nó bằng nhau như thế này như vậy nó đảm bảo rằng là tất cả thằng con của chúng ta nó đều có hai và width như thế này trông cho nó đẹp và các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ dùng cho mình cái thuộc tính là fill đây object fit là contain đây này đây chính là cái common mà chúng ta đã gọi là chúng ta đã thay đổi ở cái file homepage đây các bạn bên trong cái file main slider này cực kỳ đơn giản luôn đúng không nào điều cuối cùng mình muốn làm trong video này đấy là chúng ta sẽ test sao các bạn nhé. Sau khi mà chúng ta đã chuyển đổi qua như thế này các bạn sẽ nhìn này. Nếu như rằng là chúng ta chỉ check sao thuần túy thôi đấy, mình nhấn F12 này, chúng ta sẽ mở cho mình tab layout nha và mình sẽ chạy cái về thống kê này. Nếu như rằng là chúng ta chỉ quan tâm tới việc rằng là chúng ta khai báo như thế nào cho nó chính xác ấy thì mình tin rằng là tới thời điểm bây giờ đấy về phần sale của chúng ta là khá chỉ là ok những cái kiến thức cơ bản đấy các bạn. Mình sẽ chờ một xíu để cho nó thống kê các bạn nhé Chúng ta xem kết quả các bạn này. Hiện tại các bạn thấy rằng là phần sale của chúng ta đấy đối với những kiến thức cơ bản là mình đã giúp các bạn gọi là sale của chúng ta là đạt chuẩn 100 rồi đấy Có nghĩa rằng là những cái yếu tố cơ bản nhất là chúng ta đã làm rồi Còn cái tham số performance này tại sao nó thấp như vậy? Bởi vì chúng ta đang chạy ứng dụng của chúng ta tại chế độ gọi là chế độ development Bây giờ thì mình sẽ minh họa tại chế độ gọi là production cho các bạn thấy rằng là con số 26 này nó không đúng đâu Bây giờ thì mình sẽ cancel ứng dụng các bạn nhé Chúng ta sẽ cancel nó đi các bạn này sau đấy các bạn chạy cho mình câu lệnh là mbm run build chúng ta sẽ chạy cho mình câu lệnh là mbm run build đây nhé À, chúng ta sẽ chờ một xíu để cho nó build cái dự án của chúng ta lên thôi. Chúng ta sẽ chạy tại chế độ production. Các bạn yên tâm rằng là trong chương tiếp theo mình sẽ nói kỹ hơn về những câu lệnh mà chúng ta sử dụng ở đây đúng không nào. Còn trong chương này chúng ta đang quan tâm tới vấn đề SEO có nghĩa rằng là làm sao để có thể gọi là uh, làm sao để có thể tăng cái trải nghiệm của người dùng và website của chúng ta để nó sẽ gọi là tăng lượt tìm kiếm lên đúng không nào. Sau đây nữa các bạn gõ cho mình câu lệnh là npm start các bạn nhé. Bây giờ chúng ta quay trở lại này, refresh cho mình một cái thôi. Chúng ta sẽ refresh lại, đồng thời các bạn sẽ chạy lại nha. Mình sẽ tắt đi các bạn này. Mình sẽ nhấn F12 lại để chúng ta có cái phần thống kê nha. Chúng ta sẽ chờ một xíu để cho phần này nó chạy lại này. Lúc trước các bạn thấy rằng là điểm của chúng ta là 26 ấy, nhưng mà sau khi các bạn sửa đổi lên chế độ production các bạn thấy điều gì không? Ngay lập tức cái phần performance này của chúng ta nó đã tăng gấp đôi rồi các bạn này, nó không còn kém như vậy đâu. Còn những cái vấn đề mà nó yêu cầu chúng ta sửa đổi ở dưới này các bạn này, nó là tương đối các bạn nha. Ở đây thì chúng ta đang test trên giao diện đấy chính là là giao diện mobile. Ờ, mình sẽ xem xem nào, mình sẽ tắt đi nhá. Mình sẽ tắt đi mình nhấn lại F12 các bạn này. Lần này các bạn sẽ chọn cho mình là device của chúng ta là desktop nhá. Mình sẽ test xem xem rằng là trên desktop của chúng ta điểm là bao nhiêu các bạn này lúc trước chúng ta chọn là mobile đấy nên là đôi khi gọi là trên mobile thì nó đánh giá cao cái việc mà các bạn lốt tại mạng internet yếu ấy các bạn nhìn thấy điều gì không nếu mà các bạn test trên gọi là laptop của chúng ta đấy chúng ta nhìn này cái điểm score của chúng ta nó chỉ là cao còn trên mobile thì nó khó tính hơn đúng không nào trong khoảng này mình chỉ mang tính chất tương đối thôi bởi vì thời gian của chúng ta nó có giới hạn mà đúng không nào nhưng mà điều quan trọng chính là phần sau này các bạn nhìn thấy rằng là hiện tại với những cái kiến thức cơ bản mình hướng dẫn các bạn đấy, điểm sau của chúng ta ấy, về những cái test thuần nhất là chúng ta đã làm được rồi Dĩ nhiên rằng là, là để sau này website của các bạn có thể lên top đầu của Google ấy, Chúng ta sẽ cần phải sai sửa, chúng ta cần phải làm nhiều nữa Và mình tin rằng với những cái kiến thức các bạn học được từ mình ấy, Nó sẽ là một trong những cái khởi hành xuất phát điểm của các bạn Để cho chúng ta tiến xa hơn, đúng không nào? Trước khi kết thúc video này, mình sẽ review các bài thay đổi các bạn nha. Các bạn thấy rằng là hôm nay đấy, cũng như rằng là trong các video lần trước ấy, hôm nay thì mình mới review. Bởi vì đây mới là thời điểm chúng ta nhìn lại các bạn này. Chúng ta đã config cái thằng Next.js để có thể hiển thị được hình ảnh từ phía Remote Server rồi đúng không nào? Next config.js chúng ta sẽ sửa này. Tiếp theo nữa thì mình đã bổ sung bên trong file page của chúng ta các bạn này Bên trong file Slack ấy, chúng ta sẽ đổi lại cho mình nha Đây này ờ, Các bạn để ý cho mình cái đường link này này Đây này chúng ta đã đổi lại cho mình thành cái ID này Bên trong file header các bạn thấy rằng là hôm nay đấy Mình đã xóa đi cái phần image rồi Thay vào vậy thì mình đã thay bằng cái thằng image của thằng Next.js Ngoài ra nữa bên trong file main slider các bạn thấy rằng là bên trong file này chính là lúc chúng ta học cách làm sao để có thể set width này, set hai này điểm khác biệt giữa việc các bạn dùng image local và việc các bạn phép từ một cái remote server rồi đúng không nào thì đây chính là phần thay đổi đúng không về cái đường link backend thì nó giống hệt thôi mà bên trong phần comment các bạn này chúng ta cũng làm tương tự thôi thay giúp mình bằng cái thẻ image thôi cực kỳ đơn giản luôn Bên trong file check các bạn này, chúng ta cũng thay tương tự thôi đúng không nào, chúng ta bổ sung thêm các bạn này. Mọi thứ của chúng ta là giữ nguyên, chẳng qua rằng là chúng ta thêm những cái prop mà cái thư viện này nó cần thôi, rất là đơn giản luôn đúng không. Ở dưới thì mình cũng thay. Và cuối cùng chính là file step 2 các bạn này, file step 2 của chúng ta, chúng ta cũng thay. Như vậy rằng là trong chương này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về khái niệm SEO rồi. Trong chương tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta tối ưu hóa cái ứng dụng Next.js các bạn nha. Thì hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.